đi ra đây. Ờ. Sừng cóng này là của mình. Quýnh cái nữa. Đúng. Ây da, không ai quýnh cái vậy. Làm một tí cây xa lên nắp nhá. Yo. Đây những bước để đánh Kai'Sa hay nè, đây để tôi chỉ anh em một lần thôi nha. Thôi. Những bước đánh Kai'Sa hay nè, mới vô nè. Dùm lại, đè nút Ctrl bấm số 5. Hả? Nhìn nó uy tín không? Bỏ ra nè. Đó, nhìn nó kỳ kỳ. Bỏ vô. Đấy. Nhìn uy tín ngay nè, nhìn sau lưng là thấy nó uy tín không? Gấp cạnh gấp. Uy tín. Làm y chang đi, đánh dở vô đây nói thơ. Làm y chang đi. Team mình dây mà nó cũng team mình dây nó cầm tẩy. Cầm tẩy tẩy gì trời? Tẩy khéo hả? Ủa? Sao game nó không gần xe? Nó cũng không chọn lính luôn. Đang mua lát cho tôi hả? Trời, Namu đã bị đơn nhìn thấy. Chiếm bụi đi. Đánh mày sao phạm. Trời. Ây da, con Gale đúp qua không xài counter được hả? No my god. Chơi con Gale, chơi thét làm gì vậy? Lát nó sẽ bây giờ 72 tiền kìa, nó không ăn lính luôn mà. Ừ, tính đai. Ừ, 4 thằng xuống đai luôn, nãy sự. Hai gam boss. Ơi. Ấy à, để nó có nào tại luôn. Nãy giờ mình đánh mình không để lên mà mình vẫn bị găng ảo chưa. Gừng nó tròn. Nó xuống kiếm hoài. Rồi sao giết? Ghê vậy. Hay sự. À. Đây, nó bị ao gừng nãy nó cam mấy quả mà kiểu mấy quả mà nó tại vì dòng gừng nó 37 trên nó hồi nó phải farm á, nó mới không bị thọ cấp á, nãy nó cam lì quá giờ phút 12 farm sắp hai con giáp phải không? Cầm ray mà farm Thulisin, à, nó cam lì á, quýnh không có đúng á, đánh giải quýnh cái này là nó gáp gừng á. Bây giờ win win rất là khó. Nếu mà full chưa chúng AD nó thì mới win được. Thiệt luôn hả? Không sao. AD nó bị xếp đau rồi. Thiệt cái tình luôn ấy. Cay nha. Thank you.
Ủa? Phát 1, phát 3 nè. Anh em nhau hả? Rồi, ngay đây nó phải chết. Lát, lát, lát. Hay lát quá. Hay dạ. À, bịp nó, bịp nó, bịp nó, để tôi bịp nó. Non lắm chú em. Là diễn viên à, là diễn viên. Ừ, rồi nè, bộ vậy có gờ với nó luôn. Kêu quá là kêu. Ồ, bên kia luôn kìa. Diễn viên. Bên kia diễn viên cho đây ghét, phải diễn viên cho tôi đâu. Bên kia kìa. Phải à. Cam bot chi xong giờ gần thua đây thua luôn hay cam quá trời chi vậy chi vậy ăn cái đất nè đùng chi vậy xong đi thẳng ăn cái đất tiếp đùng chúng thôi gì căng giết nó luôn á chơi giết nó đi giận nó qua giết nó đi. Đi. Ừ. Sân khấu này là của mình. Quýnh cái nữa. Ây da, không ai quýnh cái vậy. Còn một clip cho xịn đâu. Cam boss làm chi cũng phải thua thôi. Cam làm chi. Quá giận, quá giận. Xuống 80 lần.